Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì mời chúng mình nhấn like nó đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó ăn chia và nhận được 100 token Bitstar Master đến từ Boosty Company mọi người nhé. Dự án này thì mọi người sẽ nhận được là 100 token Bitstar và mạng HecoChain mọi người nhé. Để tham gia kèo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu golem.io cho mình nhé. Dự án này kèo này khá ngon đấy. Ở đây mọi người sẽ nhập địa chỉ ví của mọi người này. Các bạn sẽ dùng địa chỉ ví mạng lưới ETH, mọi người dùng địa chỉ ví HecoChain ở trên ví Truth Wallet hoặc MetaMask nhé. Nếu các bạn dùng ví Truth Wallet thì mọi người chỉ cần vào tích copy địa chỉ ví thôi, sau đấy mọi người gửi địa chỉ ví vào. Còn nếu các bạn dùng địa chỉ ví MetaMask thì mọi người cần phải tích hợp mạng HecoChain nhé. Thì video hướng dẫn tích hợp mạng HecoChain thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người. Ôi, vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví này. Sau đó mọi người gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, bấm vào con tin. Rồi bây giờ các bạn visit website. Kèo này là random, xuất random khá là ít mọi người nhé. Rồi quay trở lại luôn, tích vào con tin. Theo các follow kênh Twitter. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter này. Sau đó kéo xuống bài đăng. Các bạn sẽ like và retweet lại bài đăng này. Hình như hết đây, bài đăng mọi người nhé. Đấy. Mọi người có thể comment bài đăng luôn nhé. Ok, sau đó quay trở lại AirDot này, các bạn tích vào con tin. Tiếp theo là retweet lại bài đăng này. Các bạn retweet rồi thì nó sẽ tích V luôn. Đấy, giao vào kênh Telegram cho mình. Sau đấy gửi username kênh Telegram của mọi người vào đây cho mình nhé. Ok, vào đây bấm tham gia kênh này. Đấy, sau đó bấm trở lại này. Bấm vào 3 cái cho đây này. Sau đó bấm avatar này. Các bạn copy lại username lên nhé. Sau đó gửi vào đây cho mình. Nên nhớ gắn cả account mọi người nhé. Rồi bấm continue. Tiếp theo follow kênh Medium. Ở đây mọi người follow, sau đấy mọi người chụp ảnh màn hình lại nhé. Đây bấm follow này. Ok, sau đó chụp ảnh màn hình lại. Rồi quay trở lại AirDot đây. Các bạn sẽ thấy chữ upload nhé. Mọi người cứ gửi cái ảnh vừa chụp xong vào đây cho mình. Đấy, bấm chọn này. Sau đấy bấm upload, đợi nó upload. Sau đó bấm continue nhé. Rồi bấm một continue. Ok. Tiếp theo follow kênh Facebook này. Các bạn follow kênh Facebook cho mình. Ok, bấm tham gia nhóm nhé. Đấy, rồi kéo xuống xem có bài đăng nào không. Nhưng không có. Rồi quay trở lại AirDot luôn. Các bạn tích vào con tin. Ok. Tiếp tục bấm vào đây Upgrade Red nhé. Đấy, ở đây thì SVS. Ở đây thì thôi bấm con tin luôn. For you register app. Ở đây nó bảo mọi người đăng ký này, đăng ký app này, tài khoản đây này này. Đây, nhiệm vụ để bỏ qua. Tiếp theo là bấm vào referral link, mọi người sẽ có một cái link Z để mọi người giới thiệu bạn bè và người thân mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người những video và giải tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.